Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người, tên là Cleopas, trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy." Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh." Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Suy niệm: họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bài tin mừng hôm nay thật đẹp, đẹp vì lời văn óng ả, đẹp vì tình tiết ly kỳ, đẹp vì tình nghĩa đậm đà, đẹp vì những tư tưởng thần học thâm sâu. Nhưng đẹp nhất là vì bài tin mừng chất chứa một niềm hy vọng trong sáng, xua tan mọi bóng tối thất vọng não nề. Hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng cũ. Jerusalem là trung tâm tôn giáo, rời Jerusalem là dấu hiệu của sa sút niềm tin. Jerusalem là trung tâm hoạt động, rời Jerusalem là dấu hiệu của chán nản buông xuôi. Trước kia, hai ông đã bỏ nhà cửa, gia đình để đi theo Chúa Giêsu. Nay hai ông trở về như hai kẻ thua cuộc. Ngày ra đi ôm ấp giấc mộng thành đạt, ngày trở về ôm nặng một mối sầu thẳm sâu. Sầu vì đã mất người thầy yêu quý, sầu vì giấc mộng không thành. Hai linh hồn sầu não, thất vọng lê bước trong ánh mặt trời chiều. Giữa những lúc buồn tủi, thất vọng ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện. Lập tức ánh sáng rực lên giữa màn đêm đen,
niềm vui rộn rã xóa tan u sầu, ngọn lửa bừng lên sưởi ấm những trái tim lạnh giá, vì Chúa Giêsu đã đem đến cả một trời hy vọng. Hai môn đệ đã chứng kiến cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu từ đầu cho đến cuối. Các ông đã thấy biết bao nhiêu phép lạ người làm. Các ông đã nghe biết bao lời hay ý đẹp từ miệng người phán ra. Các ông đã công nhận người là một ngôn sứ đầy uy thế, xét về việc làm cũng như lời nói. Các ông đã hy vọng người là đấng giải thoát Israel. Nhưng cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu khiến các ông chán nản và thất vọng, đến nỗi khi các phụ nữ ra mộ gặp thiên thần báo tin Chúa đã phục sinh, về kể lại cho các ông vẫn không tin. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông: lòng trí các anh sao mà chậm tin lời các ngôn sứ vậy? Chúa Giêsu kêu gọi đức tin trở về. Chúa Giêsu khơi dậy đức tin đã lụi tàn bằng cặp mắt phàm trần và các ông không hiểu gì. Khi có đức tin, các ông sẽ hiểu tất cả. Đức tin là nguồn ánh sáng giúp ta nhìn ra ý nghĩa của các biến cố trong cuộc đời. Đức tin là đốm lửa thắp lên niềm hy vọng giữa đêm đen tuyệt vọng. Hai môn đệ đã đọc Kinh Thánh. Các ông thuộc vanh vách sách luật Môi-sen, các ngôn sứ và thánh vịnh. Thế nhưng các ông vẫn thất vọng, vì các ông đọc Kinh Thánh mà không hiểu Kinh Thánh. Các ông học Kinh Thánh như học một bài thuộc lòng. Các ông đọc Kinh Thánh như đọc một bản văn cổ, chỉ có những con chữ vô hồn. Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh cho các ông, bắt đầu từ sách lề luật, rồi lời các ngôn sứ và các thánh vịnh. Khi nghe Chúa Giêsu nói, tim các ông rộn ràng niềm vui, trí các ông bừng sáng như thể một ngọn lửa nhen nhúm trong lòng. Chúa Giêsu đã dạy các ông một cách đọc Kinh Thánh mới mẻ. Phải đọc giữa những hàng chữ để thấy rõ những ý nghĩa nhiệm màu. Phải tìm sau những hàng chữ để thấy được ý định kỳ diệu của Thiên Chúa. Phải đọc Kinh Thánh dưới sự hiện diện của Thiên Chúa. Phải thấy bóng dáng Thiên Chúa thấp thoáng suốt những trang sách. Và phải đọc Kinh Thánh với một trái tim yêu mến thiết tha. Khi trái tim mở rộng đón nhận, lời Chúa sẽ gieo vào hồn ta những mầm mống hy vọng, và cuộc đời sẽ thấy lại ý nghĩa, tìm được niềm vui. Đường đời chúng ta cũng như quãng đường từ Jerusalem đi Emmaus. Khi ta không có niềm hy vọng, thì con đường ta đi thật dài, thật xa, thật buồn, thật tối, dù ta đi giữa ban ngày. Nhưng khi ta có niềm hy vọng, con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù ta đi trong bóng đêm. Một ngày kia tôi bỗng nằm mơ, thấy tôi cùng Chúa bước ven bờ. Bầu trời biển là gương phản chiếu, quãng đời tôi từ thuở còn thơ. Với mỗi cảnh hai dấu tôi nhận ra, chân in cát trắng bước gần xa. Dấu của tôi kề bên của Chúa, dấu ân tình người con nép bên cha. Rồi trông lại những dấu chân trên cát, tôi nhận ra có những lần mất mát, trong cuộc đời gặp những lúc đắng cay. Một dấu chân khiến lòng thêm tan nát, tôi hoang mang chua xót mới hỏi rằng: này con, khi quyết lòng theo Chúa, suốt cuộc đời khỏi hối tiếc ăn năn, ta sẽ mãi bước cùng con yêu dấu, lúc an bình trong hiểm nguy chiến đấu. Phải lời Ngài âu yếm nói con nghe, sao hiểm nguy chỉ cô đơn nung nấu. Và tôi nghe tiếng Chúa trả lời: này con yêu dấu của ta ơi, nào có bao giờ ta quay gót, để mình con nguy khốn ta bỏ rơi. Ta đã yêu và mãi mãi bên con, lúc con đau buồn lẫn cô đơn. Lúc duy còn một dấu chân trên cát, là chính lúc ta đang ẵm bồng con.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, niềm hy vọng của con, xin cho đường con đi trở thành đường hy vọng, vì luôn có Chúa ở bên.